chimrip so lok kru nek kru tng ok khnie thai ni khnyom mien video muoy banhang lok kru nek kru ampi robiet nei knong ka baeng chaik krom pipheksa breakout room nei knong google meet chan dambong bomphot lok kru nek kru trou baeng chaik sah krom oy ban chbas loh tha ta sah na chou teu krom na utihon ni keu khnyom baeng chaik sah chi 4 krom chan khnyom ban prab puok kwat rui rol hai ampi krom ba kwat ni muoy muoy chan dambei kam oy kha pe lia yu alau jeung chou teu moi tong ah khnie nei knong ka baeng chaik krom keu jeung trou tae bongkaet google meet link asrai teu tam chumnuon krom ba jeung alau utihon tha khnyom ban bongkaet link ti 1 okay google meet ti 1 rui hai alau jeung bongkaet ti 2 muoy tiet bạn chẳng xâm rạp cả bạn chạy sạch chỉ càng như Chrome lúc luôn được rút rơi bằng cách nhiệt liền ok hỏi sớp từ tam chùm luôn Chrome đai lúc luôn này rút bàn bằng cách ưu tử hoa thà sạch nhóm nhóm và cả buôn Chrome chẳng cứ nhóm trời miền nhiệt liền chùm luôn buôn làm vậy ở phụ quả đài nó phải đại dương bằng cách bàn hơi lúc luôn này rút rơi cục phi liền mì mùi lùi mùi tùm lẽ tam Chrome ở phụ quả lúc ưu tử hoa thà này nhóm đã thật chỉ Chrome tìm mũi chẳng thì nhóm copy link rồi hai nhóm đã cho được nông group Telegram con sơ hợp nhóm các nhóm bật chạy vào quạt ha Chrome tìm mũi rồi nhóm tới copy link Chrome tìm mũi tiết trong khi vừa được nghĩa xâm rạp Chrome tiền 4 Chrome tìm tí chúng đi cứ từng đẹp bàn đẹp như Chrome hay hai con sắc quạt các bạn cho màu đài quy lô xin lên dừng nhà tạo cho con tay đau xa tài dương bạn nơi Chrome thì buồn chẳng Chrome xây tiết cứ quạt ở toàn lại của bạn đốt ra tài dưỡng cho mơ tới Chrome đi mùi đi mùi con tay đam bay ai miên phim nghi xuống cái thị dương ai tra nơi extension mới đam bay bóng hành sợ tiền buồn Chrome tam đòn hay nó phải là dân cho từ function mỗi đại miếng của thao thép cứ dân do bị thành như layout này dân rất chùm nuốn ở shop tới chùm mùi năng chùm nuốn sợ bỏ dân tạm Chrome trong ô tô hóa thà nếu vì miền phí vì miền bấy hay miền buồn là sao dân miền buồn Chrome chẳng thì dân ai dọc phải buồn Chrome nó viết bỏ hành tiền sợ bỏ dân cứ chỉ buồn Chrome tạm đó hay Chrome này mùi này cứ quạt ai chỉ phía xa khi quạt bàn phòng đà bạn chân nơi cùng lòng về đá sắp với ca bị phía xa khi tiếng buồn cớm và cọt chia lưu xùm lên chóng chạy khi mình này thả dưỡng đá gì nè cho tặng buồn cớm nắng cứ sắp lên bàn này thả mình tặng cớm nào phía xa cớm nào dòng bà dạy của ấy lưu xùm lên chóng khi đối với lực lượng này cứ ai tra extension mũi đảm bay phơi cả bất sầm lên tam Chrome thì mũi thì mũi cả này đa này Chrome thì mũi Chrome thì pi Chrome thì bay Chrome thì bốn quạt cầm bông tai bị phía xa khi từng óc khi giang sờ hay chẳng u tơ hoa tha lỡ dương ở toàn chẳng lư sầm lên bay Chrome thì tế dương chẳng lư sầm lên tại Chrome thì mũi tế chẳng lực lượng này cứ tra extension mũi đại dương hai tha menu tab này nếu đã xa nhóm bật tiếng buôn Chrome hay đó bên năng tới từ ắt lưu quạt thì dễ dễ còn ta ưu thoa dương trong sẽ đặt Chrome tìm mũi dương chọn màu tới nó về đại Chrome tìm mũi quạt bị phía xa cứ dương đừng lưu chẳng nâng cứ dương ai pra nờ extension mũi nâng cứ thêm mình nhút nằm bay bật group Chrome tầng ọc hay nít cứ dương chỉ nhẹ group Chrome Chrome cứ dương dây cho group Chrome còn ta bắt giờ dương trong bật sầm lên mình chọn ai Chrome ưu tơ hoa thay dương phải đo chỉ comment từ ai Chrome mùi ná cứ dương ai bật sầm lên bỏ dương nâng nơi Chrome xây nâng ưu tơ hoa thay dương phải đo comment ai Chrome tìm mùi chẳng dương bao sầm lên tại Chrome tìm mùi bạn hãy đầm bấy cùng ai Chrome khan từ đó kênh phía xa rồi bỏ Chrome tìm pi Chrome tìm bay nâng Chrome tìm buồn chẳng mình này thay ai quát thì phía xa khi cho nó phải đại dương bánh chọc
ដំណើរការនៅក្នុងការផ្ដល់ comment ក្រុមទី1គឺយើងបិទ mute នៅក្រុមទី1មកហើយយើងបើកសំឡេងរបស់យើងនៅក្រុមទី2រួចហើយយើងចូលទៅបើក extension សំឡេងរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមទី2ដើម្បីយើងស្ដាប់ថាតើគាត់កំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីអ្វីអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងបន្តបន្តករណីដែលយើងចង់បន្តទៅក្រុមទី3ទៀតគឺយើងបិទ mute ក្រុមទី2ហ្នឹងមកអូខេបិទសំឡេងរបស់យើងក្រុមទី2ឬហើយយើងចូលក្រុមទី3យើងបើកសំឡេងក្រុមទី3អញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបែងចែកក្រុមពិភាក្សាដោយប្រើប្រាស់នៅ Google Meet បាទរបៀបនៅក្នុងការ download យក extension នៅក្នុង Google Chrome មកប្រើគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវវាយពាក្យChrome Web Store ហើយយើង search វាមកអញ្ចឹងនៅក្នុង Chrome Web Store ហ្នឹងគឺយើងត្រូវ search រក extension អញ្ចឹងលោកគ្រូក៏អាចចូល extension ទៅបានគឺក៏ចូលមកក្នុង Chrome នេះបន្ទាប់មកលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវវាយពាក្យចូលអញ្ចឹងដើម្បីចង់ប្រើ Tile Type លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយពាក្យ Tile Type វាយមកហើយយើង enter នៅពេលនោះវានឹង load ផ្ទាំងមក tab type ចារបៀបនៅក្នុងការយកវាមកប្រើគឺយើងចុចលើវាព្រោះហើយយើងយកពាក្យថា add to chrome ហើយយើងយក add extension ចឹងនេះ tab type គឺវាបានបង្ហាញនៅរបាជួរខាងលើហើយអញ្ចឹងគឺរួចរាល់សម្រាប់ add tile tape បាទចំពោះ menu tape ក៏យើងធ្វើដូចគ្នាដែរគឺនៅក្នុង column search នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យ menu tape រួចហើយគឺយើង enter ដើម្បីយើងស្វែងរកវាអញ្ចឹងវាបង្ហាញមកតែ3នេះទេប៉ុន្តែកម្មវិធីដែលងាយស្រួលប្រើឥឡូវគឺយើងចុចមកលើពាក្យ extension គឺយើងរកតែ extension យ៉ាងហើយចំណុចពេលដែលយើងចុចទៅលើ extension នេះមកគឺយើងរកថា extension តែទីមាន3នេះណាអូខេគឺមួយនេះដែលយើងចង់បានបើ menu tape នេះគឺងាយស្រួលប្រើចឹងយើងចុចលើវាមករួចហើយយើងចុចលើពាក្យ add to chrome រួចយើងយកពាក្យថា add extension ចឹងនេះ menu tape គឺយើងបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង Google Chrome របស់យើងហើយយើងអាចប្រើប្រាស់វាបាននៅពេលដែលយើងត្រូវការមានន័យថានេះគឺជា extension ដែលខ្ញុំបាន add មិញគឺមាន menu tape ហើយមាន tile tape ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវាបង្ហាញនៅខាងលើគឺយើងចុចលើសញ្ញាបញ្ចុះផ្ទាស់នេះមកគឺវានឹងបង្ហាញនៅខាងលើចុះថ្ងៃក្រោយយើងចង់ប្រើវាគឺយើងអាចចុចលើនឹងតែម្ដង